Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trên truyền hình. Cô là Nguyễn Thị Thanh Thúy, giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Nam, thành phố Hưng Yên. Cô rất vui khi được đồng hành với các em trong tiết học ngày hôm nay. Như thường lệ, trước khi vào học, các em đã chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập và chúng mình đã sẵn sàng vào học chưa? Nào chúng mình cùng vào học ở bài học trước các em đã học hai đơn vị đo thể tích là cm khối và dm si khối vậy bây giờ chúng mình sẽ ôn lại kiến thức của bài học trước qua phần khởi động điền số thích hợp vào chỗ chấm một dm si khối bằng 3 chấm cm khối 1,8 đề xi khối bằng 3 chấm cm khối. 1 cm khối bằng 3 chấm đề xi khối. 4.000 cm khối bằng 3 chấm đề xi khối. Các em hãy thực hiện yêu cầu của bài. Các em dễ dàng làm được bài này phải không? Bây giờ chúng mình cùng nhìn lên màn hình để theo dõi đáp án của cô. 1 dm si mét khối bằng 1.000 cm khối, 1,8 đề si mét khối bằng 1.800 cm khối, 1 cm khối bằng 1 1000 dm 000 mét khối, 4.000 cm khối bằng 4 dm si mét khối. Nếu kết quả của các em giống như trên là các em đã nhớ được kiến thức của bài học hôm trước, cô khen tất cả các em. Cô hy vọng rằng trong tiết học ngày hôm nay chúng mình cũng chăm chỉ học hành như thế. Các em ạ, à, trong cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào người ta cũng sử dụng đến hai đơn vị đo thể tích là cm khối và dm khối mà khi gặp các đơn các đồ vật có thể tích lớn như thể tích của cát đang chở trong chiếc xe bên này hay thể tích của các khối gỗ thì người ta sẽ sử dụng đơn vị đo thể tích lớn đó là mét khối. Để tìm hiểu về đơn vị đo thể tích này, chúng ta cùng đến với bài học mét khối, sách giáo khoa trang 117 hoặc sách hướng dẫn học toán trang 47. Mục tiêu của tiết học này là sau tiết học các em nhận biết được biểu tượng về mét khối, quan hệ giữa mét khối xi mét khối và xăng mét khối vận dụng vào giải các bài toán có liên quan đến đơn vị đo thể tích để đạt mục tiêu này các em cần thực hiện tốt nội dung của bài ở tiết học trước các em đã biết xăng mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1 cm xi mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài một dm. mét Cô có hình lập phương cạnh dài 1 mét. Vậy thể tích của hình lập phương này là bao nhiêu? Chắc rằng các em đã dễ dàng biết được thể tích của hình lập phương này là 1 mét khối. Cô cũng nhất trí với ý kiến của các em. Mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1 mét. Mét khối viết tắt là Cô viết chữ M như cách viết số đo độ dài mét. Cô viết số 3 ở phía trên bên phải, đọc là mét khối. Bây giờ cô cho mình cùng đọc các số đo có đơn vị là thể tích là mét khối nhé. Cô lưu ý các em khi đọc các số đo có đơn vị đo thể tích là mét khối, chúng ta cần chú ý. Tương tự cách đọc các số đo của thể các đơn vị đo thể tích trước, chúng ta cần đọc phần số trước, sau đó đọc đến đơn vị đo thể tích mét khối. Nào, chúng mình cùng đọc. Chiếc xe này chở 18 mét khối cát. 10 mét khối gỗ. Bể cá chứa 1,5 mét khối nước. Như vậy, các em đã biết cách đọc các số đo có đơn vị đo thể tích là mét khối. Còn cách viết thì các số đo này thì sao? Chúng mình cùng đến với ví dụ sau. Viết các số đo thể tích A 2.800 mét khối, B 400 mét khối. Tương tự, cách viết các số đo đơn vị thể tích đã học. Các em cùng hoàn thiện cho cô bài cho cô. À, các em dễ dàng viết được các số đo thể tích. Nào, chúng mình cùng nhìn lên màn hình và theo dõi đáp án của cô. Ở ví dụ A, cô viết phần số 2800 trước, sau đó viết đơn vị đo thể tích mét khối. Ở ví dụ B, cô viết 4 phần số là 400, sau đó viết tên đơn vị đo thể tích mét khối. Như vậy, các em đã biết cách viết các số đo thể tích có đơn vị là mét khối rồi. Vậy, mối quan hệ giữa các đơn vị đo thể tích, mét khối, đề xin mét khối và xăng ti mét khối như thế nào? chúng ta cùng theo, tìm hiểu. Một mét khối bằng bao nhiêu đề xi si mét khối? Một mét khối bằng bao nhiêu cm khối? Trước hết, chúng mình cùng tìm hiểu một mét khối bằng bao nhiêu đề xi si mét khối. Các em cùng theo dõi. Cô có hình lập phương, có cạnh dài một mét và một hình lập phương nhỏ có cạnh dài một đề xi si mét thể tích của hình lập phương nhỏ này là một đề si mét khối. Vậy cần bao nhiêu hình lập phương cạnh một đề si mét để xếp đầy hình lập phương cạnh một mét? Các em hãy suy nghĩ. Ta có một mét bằng 10 đề si mét. Vậy xếp theo cạnh đáy của hình lập phương lớn, ta sẽ xếp được 10 hình lập phương có cạnh dài 1 dm. Si Các em cùng kiểm tra giúp cô. 1 hình, 2 hình, 3 hình, 4 hình, 5 hình, 6 hình, 7 hình, 8 hình, 9 hình, 10 hình. Vậy một hàng ta xếp được 10 hình. Để xếp kín đáy hình lập phương ta sẽ xếp được 10 hàng như thế. Cô đã có hàng thứ nhất. Các em đếm tiếp các hàng còn lại cho cô. Một hàng, hai hàng, ba hàng, bốn hàng, năm hàng, sáu hàng. 7 hàng, 8 hàng, 9 hàng và 10 hàng. Vậy xếp một lớp đáy của hình lập phương lớn ta sẽ xếp được 10 hàng, mỗi hàng 10 hình. Vậy mỗi lớp có số hình lập phương cạnh 1 dm là 10 hình của một hàng nhân với 10 hàng ta sẽ được 100 hình. Chiều cao của hình lập phương này là 1 mét. Vậy cô sẽ xếp được 10 lớp như trên. Lớp thứ nhất, các em sẽ đếm tiếp các lớp còn lại với cô. Một lớp, hai lớp, ba lớp, 4 lớp, 5 lớp, 6 lớp, 7 lớp, 8 lớp, 9 lớp và 10 lớp. Vậy hình lập phương cạnh dài 1 m đã được xếp đầy các hình lập phương có cạnh dài 1 dm. Si Vậy cần bao nhiêu hình lập phương cạnh 1 dm để xếp đầy hình lập phương cạnh 1 m? À, các em đã có câu trả lời của mình. Bây giờ cùng theo dõi đáp án của cô. Để xếp đầy hình lập phương cạnh 1 m, cần số hình lập phương cạnh 1 dm là 100 hình cổ một lớp nhân với 10 lớp bằng 1.000 hình. Vậy mà, một hình lập phương nhỏ có thể tích 1 đề si mét khối. Còn hình lập phương lớn có thể tích là 1 mét khối. Ta nói rằng, 1 mét khối bằng 1.000 đề si mét khối. 1.000 đề si mét khối bằng 1 mét khối. Hay 1 đề si mét khối bằng 1 một phần 1.000 một mét khối. Vậy là các em đã biết mối quan hệ giữa mét khối và đề xi si mét khối. Đây là hai đơn vị đo thể tích liên kề đấy các em ạ. À. Vậy còn mối quan hệ giữa mét khối và xăng ti mét khối như thế nào? Chúng mình cùng tìm hiểu nhé. Một mét khối bằng bao nhiêu xăng mét khối? ở phần trên. Chúng ta đã biết 1 mét khối bằng 1.000 đề si mét khối. Tiết học trước, chúng ta cũng đã biết 1 đề si mét khối bằng 1.000 cm khối. Vậy, 1 mét khối bằng 1.000 x 1.000 cm khối. Như vậy, 1 mét khối sẽ bằng 1 triệu cm khối. 1 triệu cm khối bằng 1 mét khối. Hay 1 cm khối bằng 1 phần 1 triệu mét khối. Như vậy chúng ta đã biết ba đơn vị đo thể tích cm khối, dm khối, mét khối. Trong ba đơn vị đo thể tích này, đơn vị đo thể tích nào lớn nhất? Đơn vị đo thể tích nào bé nhất? Các em dễ dàng nhận ra đơn vị đo thể tích lớn nhất là mét khối đơn vị đo thể tích bé nhất là cm khối. Vậy cô sẽ sắp xếp lại thứ tự các đơn vị đo thể tích này theo thứ tự từ lớn đến bé. Mối quan hệ giữa các đơn vị đo thể tích thế nào? Chúng ta cùng hoàn thành bảng sau. Cô có 3 đơn vị đo thể tích mét khối, đề mét khối, cm khối. Nhiệm vụ của các em là hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm để tìm hiểu xem một mét khối bằng bao nhiêu đề xi si mét khối, một đề xi si mét khối bằng bao nhiêu cm khối và bằng một phần mấy của mét khối. Một cm khối bằng một phần mấy của đề xi si mét khối. Các em đã rõ yêu cầu như chưa nào? Nào, chúng ta cùng thực hiện. Vì thời gian không cho phép nên các em chỉ viết số theo cột. Thời gian làm, việc, làm bài của các em bắt đầu. Bây giờ chúng mình cùng hướng lên màn hình để theo dõi đáp án của cô. 1 mét khối bằng 1.000 đề si mét khối. 1 đề si mét khối bằng 1.000 cm khối. 1 đề si mét khối bằng 1 phần 1.000 mét khối. 1 cm khối bằng 1 phần 1.000 đề si mét khối qua bảng trên, các em có nhận xét gì? Mỗi đơn vị đo thể tích gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền? À, các em dễ dàng nhận ra mỗi đơn vị đo thể tích gấp 1.000 lần đơn vị bé hơn tiếp liền. Vậy, mỗi đơn vị đo thể tích bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền? Mỗi đơn vị đo thể tích bằng 1 phần 1.000 đơn vị lớn hơn tiếp điền đấy các em ạ. À. Đây chính là mối quan hệ giữa các đơn vị đo thể tích mà chúng ta đã học. Các em ghi nhớ để vận dụng vào học và làm bài tập ở phần luyện tập nhé. Bây giờ cô cho mình cùng tổng hợp những kiến thức đã học qua phần ghi nhớ. Các em chú ý cho cô, phần ghi nhớ thứ nhất đó là mét khối. Phần ghi nhớ thứ hai là mối quan hệ giữa các đơn vị đo thể tích. Mét khối chúng ta ghi nhớ thứ nhất đó là mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1 mét. Mét khối viết tắt là cô viết như sau cô viết chữ M như đơn vị đo độ dài mét và chữ số 3 ở bên trên phía bên phải. Mối quan hệ giữa các đơn vị đo thể tích, các em cần nhớ mỗi đơn vị đo thể tích gấp 1.000 lần đơn vị bé hơn tiếp liền. Mỗi đơn vị đo thể tích bằng một phần 1 phần 1.000 đơn vị lớn hơn tiếp liền. Như vậy, đây là những kiến thức mà cô Thúy cần các em ghi nhớ để vận dụng làm tốt các bài tập. Bài 1 với yêu cầu A đọc các số đo. Các em lưu ý cách đọc như đọc các đơn vị đo thể tích đã học. Chúng ta đọc phần số trước, sau đó đọc tên đơn vị sau. Xin mời các em cùng thực hiện yêu cầu của bài. Chắc hẳn yêu cầu của bài không làm khó các em. Nào, chúng mình cùng hướng lên màn hình để theo dõi đáp án của cô. Số đầu tiên cô đọc 15 mét khối. Tương tự như vậy, số thứ hai cô đọc 205 mét khối. Số thứ ba là phân số. Cô đọc 25 phần 100 mét khối. Số thứ tư là số thập phân. Cô đọc 0,911 mét khối. Ở bài 1A, các em đã biết đọc các số đo thể tích có đơn vị là mét khối. Bài 1B yêu cầu các em viết các số đo thể tích tương tự cách viết các số đo thể tích đã học. Các em thực hiện yêu cầu của bài tập này cho cô. Nào, chúng mình cùng hướng lên màn hình đối chiếu với đáp án của cô. 7.200 mét khối, cô viết số 7.200 và viết thêm đơn vị mét khối. 400 mét khối, cô viết số 400 và đơn vị thể tích mét khối. 1 phần 8 mét khối, cô viết số 1 phần 8 và đơn vị đo thể tích mét khối. 0,05 mét khối. Cô viết số 0,05 và đơn vị đo thể tích mét khối. Cô khen tất cả các em đã có cùng đáp án với cô. Ở bài tập số 1 các em đã được củng cố cách đọc và viết các số đo có đơn vị đo là mét khối. Để củng cố cho các em cách đổi các đơn vị đo thể tích chúng ta cùng chuyển sang bài tập số 2. Ở bài tập số 2 này có hai yêu cầu. Vì thời gian không cho phép nên chúng ta chỉ thực hiện yêu cầu B tại lớp. Còn yêu cầu A các em sẽ thực hiện ở nhà trong thời gian tự học. Bài 2B yêu cầu các em là viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là cm khối qua quan sát các em dễ dàng nhận ra các đơn vị đã cho là đề xin mét khối và mét khối đây chính là bước chuyển đổi các đơn vị đo thể tích từ đơn vị lớn sang đơn vị bé đấy các em ạ các em hãy thực hiện yêu cầu của bài chắc yêu cầu của bài không làm khó các em bây giờ các em cùng nhìn lên màn hình và so sánh đáp án với cô 1 dm si khối bằng 1000 cm khối. 1,969 dm si khối bằng 1969 cm khối. Làm thế nào để ra được kết quả như thế này? Dựa vào mối quan hệ ở trên, các em sẽ thấy 1,969 dm si khối bằng 1,969 x 1000 cm khối. 1,969 dm khối bằng 1969 cm khối. 1 4 mét khối. 1 4 mét khối bằng 250.000 cm khối. Một phần tư mét khối bằng 250 cm3. Làm thế nào để ra được kết quả như trên? Chúng ta có 1 mét khối bằng 1 triệu cm khối. Vậy 1 4 mét khối bằng 1 4 nhân 1 triệu cm khối. 1 phần 4 mét khối bằng 250.000 cm khối. 19,54 mét khối bằng 19 triệu 540.000 cm khối. Cách thực hiện như thế nào? Các em cùng theo dõi. 1 mét khối bằng 1 triệu cm khối. Nên 19,54 mét khối bằng 19,54 x 1 triệu cm khối. Vậy 19,54 m khối bằng 19 triệu 540.000 cm khối. Thực hiện được yêu cầu B của bài tập số 2 như trên là các em đã biết cách chuyển đổi các đơn vị đo thể tích từ đơn vị lớn về đơn vị bé rồi đấy. Cô khen tất cả các em. Bây giờ chúng mình cùng chuyển sang bài 3. Bài 3 có đề bài như sau. Người ta làm một cái hộp dạng hình hộp chữ nhật bằng bìa, biết rằng hộp đó có chiều dài 5 dm, chiều rộng 3 dm và chiều cao 2 dm. Hỏi có thể xếp được bao nhiêu hình lập phương 1 dm khối để đầy cái hộp đó? xác định cho cô xem bài tập số 3 yêu cầu cho chúng ta biết gì và hỏi gì. À, bài tập số 3 cho chúng ta biết một cái hộp dạng hình hộp chữ nhật bằng bìa có chiều dài 5 dm, chiều rộng 3 dm và chiều cao 2 dm. Bài toán hỏi chúng ta có thể xếp được bao nhiêu hình lập phương một dm khối để đầy cái hộp đó các em lưu ý cho cô hình lập phương có thể tích một dm si khối tức là hình lập phương đó có cạnh một dm si tương tự cách hướng dẫn của cô ở phần trên các em hãy hoàn thành bài tập bài tập này sẽ không làm khó các em phải không nào chúng ta cùng hướng lên màn hình để theo dõi đáp án của cô Xếp theo chiều dài của hình hộp chữ nhật, ta sẽ xếp được 5 hình lập phương có cạnh 1 dm. Các em cùng đếm theo cô. 1 hình, 2 hình, 3 hình, 4 hình, 5 hình. Như vậy, một hàng ta xếp được 5 hình. Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là 3 dm, ta sẽ xếp được 3 hàng như thế. Các em cùng đếm nào một hàng, hai hàng, ba hàng. Như vậy, xếp kín mặt đáy của hình hộp chữ nhật ta sẽ xếp được. Mỗi lớp có số hình lập phương 1 dm si khối là 5 hình nhân với 3 hàng bằng 15 hình. Chiều cao của hình hộp chữ nhật này là 2 dm. Si ta sẽ xếp được hai lớp lớp thứ nhất, lớp thứ hai. Như vậy có thể xếp được bao nhiêu hình lập phương một dm khối để đầy cái hộp đó. Các em có thể làm như sau. Để xếp đầy hộp đó cần số hình lập phương một dm khối là 15 hình của một lớp nhân với hai lớp bằng 30 hình, đáp số 30 hình. Cô khen tất cả các em đã có kết quả giống kết quả như bài làm của cô bây giờ các em thấy rằng đầu bài cho chúng ta là các hình lập phương nhỏ có thể tích là một decimet khối vậy các em dự đoán cho cô xem thể tích của hình hộp chữ nhật này là bao nhiêu à các em dễ dàng tìm được ngay ra đó À, thể tích của hình hộp chữ nhật là 30 dm khối. Trong thực tế các em ạ, à, không phải lúc nào tự tìm thể tích của một hình người ta cũng làm phương pháp là xếp hình như vậy mà còn có nhiều cách tính thể tích của các hình à, nữa, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vấn đề này trong bài thể tích của hình hộp chữ nhật trang 120. Qua bài học ngày hôm nay các em cần ghi nhớ hai vấn đề đó là mét khối và mối quan hệ giữa các đơn vị đo thể tích. Phần ghi nhớ thứ nhất về mét khối. Mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1 mét. Ghi nhớ thứ hai, mét khối viết tắt là chữ M và số 3 ở phía trên bên phải mối quan hệ giữa các đơn vị đo thể tích các em cũng cần ghi nhớ hai điều thứ nhất mỗi đơn vị đo thể tích cấp 1.000 lần đơn vị bé hơn tiếp liền thứ hai mỗi đơn vị đo thể tích bằng một phần 1 phần 1.000 đơn vị lớn hơn tiếp liền đây là nội dung cần ghi nhớ để chúng ta vận dụng thực hiện tốt các bài tập có liên quan đến các đơn vị đo thể tích đã học các em nhớ nhé nhiệm vụ học tập tiếp theo của các em đó là ôn tập bài đã học chuẩn bị bài sau thể tích hình hộp chữ nhật bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi cô xin chào và hẹn gặp lại các em